Mến chào cả nhà và rất vui khi các bạn đã ghé qua kênh của Thảo. Hôm nay ngày 5 tháng 9 là lễ khai giảng đầu năm học mới của cả nước. Cho nên từ sớm thì cháu nhà mình cũng đã chuẩn bị để đến trường mừng lễ khai giảng đầu năm. Mong rằng buổi lễ hôm nay sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của bé khi lần đầu tiên đi học. Năm nay thì Cherry đã hơn 3 tuổi. Bé sẽ vào lớp mầm của một trường dòng. Chúc cho con mau chóng thích nghi để thành bé ngoan nha. Hơn 7 giờ thì một số phụ huynh đã đưa con cháu tới. Lúc này thì các dì cũng đang tranh thủ những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm nay. Vỗ một tràng vỗ tay thật là lớn để chào đón quý vị bài biểu, bà bề trên và quý phụ huynh sẽ đến với trường mình trong buổi lễ khai giảng hôm nay. Những ngày hè vui chơi giải trí của các bé học sinh đã khép lại và năm học mới đã thực sự bắt đầu. Ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Vâng, hòa chung trong không khí vui tươi của ngày khai trường, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Hôm nay, trường mẫu giáo Ngọc Lan cũng long trọng tổ chức ngày hội bé đến trường, khai giảng cho năm học mới 2023-2024. Và đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ánh Ngọc, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy viên. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Đào, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Năm học của mơ ước và hy vọng đã bắt đầu. Xin cảm ơn sự quan tâm của hội cha mẹ học sinh.
thiệu sự hiện diện của bà Đặng Thị Diễm Anh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Gia Tân. Bé các con ơi, một tràng vỗ tay thật lớn chào đón bà. Nhiều sức khỏe thành đạt. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn quý phụ huynh. Xin mời các bé về lớp học và xin kính mời quý vị đại biểu và ban chấp hành hội phụ huynh về văn phòng và đèn. Và sau đây, trước khi kết thúc, xin kính mời bà về trên quý vị đại biểu lên sân khấu để chụp tấm hình kỷ niệm. Lúc này đã cũng chuẩn bị kết thúc buổi lễ. Như các lớp lớn thì được ra về, còn các bé mầm non như thế này thì sẽ ở lại học cho tới chiều. Và hình ảnh của các bé đang dọn ghế rất là vui. Có em đội cả trên đầu để đi cất. Và năm học mới đã bắt đầu, chúc cho các con sẽ ăn ngoan học giỏi, vâng nghe theo lời cô và quý dì, để trở thành những bé ngoan, vừa ở đời và đạo. Đây sẽ là hành trang để giúp cho các con bước vào đời một cách vững chắc hơn. Đến đây Thảo xin tạm ngừng video của mình. Mến chúc tất cả học sinh có một ngày khai giảng thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.